Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình góp những đọc cần CFE MX để tham gia trang công ty phương liên mô tả mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat tiếp với bot nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì apply. Đây website thì anh em tự vào tìm hiểu website nha tất cả anh em. Anh em bấm vào iDrop CF ITM nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì khi tham gia chương trình iGrop tất cả anh em sẽ nhận được 3.500 tóc cần GF EMS nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì tất cả các anh em cũng như thường xuyên thôi, join kênh group, kênh trailer của nó nè. Anh em join vào nè tất cả anh em. Rồi anh em cứ join vào. Rồi nhiệm vụ thứ 3 thì tất cả anh em follow Taylor và review tăng 5 người bạn. Taylor tăng 5 người bạn, tôi biết tăng 5 người bạn bài game đó. Phan tất cả anh em chào anh chúc con nhắm chào bài game ấy. Rồi tất cả anh em bấm vào theo dõi này. Rồi chờ lót dán giúp xuyên bài game của nó. Rồi anh em bài game nó nè. Rồi tất cả anh em like cái nè. Rồi anh em bắt up lên nè. Bấm vào tôi biết nó nè. Rồi tất cả anh em tăng 5 người bạn của mình vào cộng mình ta. Rồi một Phan tất cả các bạn chờ mình một chút xíu nha tất cả các bạn. Chết. Go KK. Rồi 2, 3. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rpina 3 A cộng 5 người bạn 4 A cộng 5. Rồi tất cả các bạn test lại nha tất cả các bạn. Rồi sau khi email gửi về mình coi nha các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về một con bot lại nha các bạn. Ta 5 bài stream pinbot. Rồi các bạn bấm vào join vào kênh group cái nữa các bạn. Ba fan tu Instagram này nó kêu tan 3 người bạn hay gì ta. Để mình coi kiểm tra kỹ lên các bạn. Đây cái mục này nó kêu các bạn join vào kênh group, nó các bạn ép 3 người bạn vào nhóm group của nó tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào Telegram nè. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của nó chỗ này nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào mục Add to Home Grand nè. Tự động thêm hình chính chủ sẽ phan các bạn. Các bạn ơi, các bạn lướt xuống, các bạn xuống cái mục Add Member chỗ này nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. 1 nè. Người lạ 2 nè, 3 nè, 4 đi. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Thò 5 luôn đi. Rồi các bạn áp vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Tại chút xíu mình quên rồi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn tiếp theo là các bạn bấm vào nút submit đi tên nè. Rồi các bạn điền cái địa chỉ username Telegram các bạn. Các bạn vào copy set, vào setting copy username Telegram, bấm 1133 nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. You keep don Paragon. Phan các bạn ơi. Để mình coi kỹ. Bấm skip hết ta. Rồi cái mục này các bạn đánh chữ don nha các bạn. Đánh chữ don này nè các bạn. D O N E. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn cũng follow Taylor và send cái username Taylor của mình nha tất cả các bạn. Mình chỉ kiểm tra nó thôi. Rồi các bạn bắt double, các bạn có theo dõi rồi các bạn bắt double nha các bạn. Ui. Rồi các bạn điền địa chỉ username Taylor của bạn vào nha các bạn. Rồi gì tờ
Rồi các bạn, nó kêu các bạn lấy cái liên tan 5 người bạn của mình vào các bạn. Các bạn mở cái trang Tailwork của mình ra để mình coi cái video hướng dẫn. Chết rồi các bạn ơi, nó kêu mình đi tiếp tờ quýt dưới comment 5 người bạn của các bạn ơi. Mình hồi nãy mình đi dưới tờ quýt. Thôi vậy mình vào cái trang trader của nó lợi người ta các bạn. Các bạn mình làm lại tao nói cho các bạn. Rồi các bạn cũng vào follow Tailwork lên nè. Rồi bạn ấp fan nha bạn. Tại hồi nãy nó nói nó tan 5 người bạn quýt rồi mình đâu có biết đâu các bạn. Phải nó có cái video có bài game của nó. Rồi các bạn theo dõi đó các bạn. Phải các bạn chờ mình chút xíu nữa tất cả các bạn. Tại ý mình muốn làm mà cho đúng lực giống nó thôi. Rồi cái bài game đó các bạn nhấp vào cứ một bình luận nữa các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn vào ở cộng. Như hồi nãy 5 người bạn như nãy gì mình cắt bỏ. Rồi các bạn bấm trả lời là chứ cái bình luận nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về trang cá nhân của mình nha các bạn. Về trang cá nhân trader của mình các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa. Phan các bạn chờ mình một chút xíu nha các bạn. Bấm qua tờ quyết cho trả lời nè các bạn. Cái bài dự án đó ta. Rồi các bạn copy bài nào cũng được, tờ quyết cũng được mà cái nào cũng được các bạn. Đi tiếp dưới comment thì nó không có hiện thumbnail, mình sao chép đến theo word nè. Rồi các bạn bắt up đi. Các bạn mở Telegram ra các bạn. Rồi các bạn dán nha các bạn. Bắt vào sell Tailwork, sell airdrop Tailwork Hatan. Rồi các bạn chia sẻ cái Hatan này, các bạn copy nha các bạn. Quá tệ. Rồi các bạn copy cái Hatan này nha các bạn. Hết trơn cái Hatan này đi, từ chữ airdrop nè. Rồi các bạn copy rồi các bạn cũng mở trang trader của mình ra nè. Rồi các bạn bấm vào một con lông gà này các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn đăng test lên nha các bạn. Ai góp gì đâu mà ấy. Đăng test khơ cái phá sang trader của mình. Rồi các bạn nhấp vào hồ sơ lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô tweet sẽ trả lời lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng lướt xuống. Rồi các bạn cũng nãy hát tan là đâu ta. Ai góp 7 giây trước đúng rồi. Rồi các bạn bấm chia sẻ các bạn. Bạn sao chép đến theo quên các bạn. Rồi các bạn cũng bắt lại cho bot nha các bạn. User mang cơ khôi ai rớt. Cái này hồi nãy mình copy. Rồi các bạn bắt vào đường link copy nãy các bạn. Vì mình đã cắt video mình test lại mình coi có đúng không, chính xác không các bạn. Vì đã chính xác. Lin Rewish and Tower Binbot Rewish. Trời ơi. Rồi các bạn cũng gỡ lên một cái game Rewish and Binbot nha các bạn. Rồi các bạn cũng vào cái trang trader của mình tiếp tục nè. Các bạn lướt xuống đây nè các bạn. Các bạn cũng gỡ một cái bài các bạn tự quýt nè các bạn. Các bạn sẽ chấp đến Tower nè các bạn. Mình có thumbnail đó các bạn. Rồi các bạn cũng mở con bot ra nè. Cho bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot nè các bạn. Rồi các bạn dù các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn cũng bấm don tiếp tục nha các bạn. D O N nha. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn cũng 2000 4000 sell airdrop YouTube. Sell airdrop YouTube. Tan kiếp. Vâng. Rồi cái mục này nó hỏi các bạn có sell lên YouTube không mà mình đang làm video mới biết sao vậy bạn. Rồi mình bấm skip bỏ qua luôn tất cả các bạn. Skip. Rồi các bạn cứ bấm skip đi. Rồi các bạn mở địa chỉ với nhà GC 20 với chút wallet, Mayser wallet. Các bạn copy địa chỉ với nhà TH, các bạn gọi lên cho bot nha các bạn.
Rồi các bạn bắt đáp lại nữa. Thì nó đơn giản, nó vòng vòng, nó cũng có nhiều quà đó các bạn ơi. Vậy rồi các bạn bấm, mình đã nhận được 3.500 tốc cần các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit tên là cái, rồi bấm vào menu các bạn. Rồi các bạn bấm vào ghép phơn các bạn để lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Bấm balance để check số cần để kiếm được các bạn. Rồi vậy video này mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.